Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mi Hà Nội. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn top 3 chiếc máy sưởi đóng mới nhất của thương hiệu Xiaomi để các bạn có thể so sánh và tìm ra đâu là chiếc máy sưởi tốt nhất và phù hợp nhất với gia đình của mình. Và sản phẩm đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là máy sưởi nút vặn Xiaomi Smart Mi 1S. Đây là dòng máy sưởi được biết đến nhiều nhất của hãng bởi thiết kế tinh tế, đẹp mắt, rất khác biệt so với các dòng máy sưởi truyền thống trên thị trường. Ngoài ra, khả năng làm ấm của máy cũng được đánh giá rất cao. Cụ thể, máy sưởi nút vặn Xiaomi Smart Mi 1S được trang bị một lớp sơn chống tích điện bên ngoài, giúp tránh do dỉ điện hay gây hại đến người dùng. Kích thước của máy cũng là một ưu điểm cực lớn khi chiều rộng chỉ khoảng 9cm và cân nặng là 5,8kg. Các bạn có thể di chuyển máy đến bất cứ nơi đâu bạn muốn. Với công suất cực lớn lên tới 2200W, máy sưởi Smart Mi 1S có thể tăng nền nhiệt chỉ trong vòng vài phút, giúp các bạn không cần phải chờ đợi quá lâu để được sưởi ấm. Ngoài ra, thì các bạn cũng có thể lựa chọn mức công suất khác nhau là 900W và 1300W. Thông qua nút vặn điều khiển bên sườn máy, với công suất càng cao thì khả năng là ấm càng nhanh. Phía dưới là nút vặn để các bạn lựa chọn nhiệt độ mà mình mong muốn. Tiếp theo là máy sưởi cảm ứng Xiaomi Smart Mi 1S. Đây là phiên bản nâng cấp hơn của phiên bản vừa rồi. Cụ thể, máy vẫn giữ nguyên được những ưu điểm thiết kế như sự nhỏ gọn, tiện lợi, dễ di chuyển, hay lớp sơn chống tích điện cao cấp và vân vân. Điểm khác biệt cũng như sự nâng cấp đối với phiên bản này chính là chiếc màn hình cảm ứng sắc nét bên sườn máy. Với màn hình cảm ứng này, thì đầu tiên các bạn có thể dễ dàng lựa chọn nhiệt độ mong muốn từ 16 độ C đến 28 độ C một cách nhanh chóng. Thứ hai là các bạn có thể điều chỉnh thời gian hẹn giờ theo nhu cầu. Thứ ba là khả năng điều chỉnh độ sáng màn hình, giúp bạn sử dụng vào buổi tối dễ dàng hơn. Và điểm đặc biệt cuối cùng chính là các bạn có thể theo dõi trực tiếp độ ẩm trong phòng mình tại đây mà không cần sử dụng thêm bất kỳ thiết bị nào khác. Ngoài trang bị màn hình cảm ứng, phiên bản này còn được nâng cấp thêm một tính năng, đó chính là khả năng kết nối và điều khiển qua điện thoại thông minh. Sản phẩm cuối cùng mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là chiếc quạt sưởi Xiaomi Smart Mi này đây. Ngoài máy sưởi thì quạt sưởi cũng là sản phẩm rất được quan tâm bởi khả năng làm ấm nhanh chóng và trực diện hơn. Chỉ cần bật máy lên là các bạn đã có thể cảm nhận được hơi ấm đang thổi vào người mình rồi. Điều này sẽ giúp các bạn không cần phải chờ đợi quá lâu để có thể làm ấm cơ thể. Thiết kế của quạt sưởi Xiaomi Smart Mi cũng được đánh giá rất tốt nhờ ngoại hình nhỏ gọn, dễ di chuyển và đặt được ở nhiều vị trí khác nhau trong phòng. Quạt sưởi Smart Mi có thể xoay một góc 90 độ giúp lan tỏa hơi ấm được rộng hơn. Diện tích phù hợp để sử dụng chiếc quạt sưởi này là từ 10 đến 20m². Và điểm đặc biệt nhất đến với chiếc quạt sưởi này chính là cơ chế điều khiển. Các bạn có thể chọn lựa từ 3 cách điều khiển khác nhau như điều khiển trực tiếp trên thân máy, điều khiển từ xa thông qua remote cầm tay, hay điều khiển thông minh qua điện thoại. Đối với cả 3 cách này thì các bạn đều dễ dàng chọn được nhiệt độ mong muốn, cài đặt thời gian hẹn giờ, chọn xoay 90 độ hoặc bật tắt máy. Điểm chung của cả 3 sản phẩm mà mình vừa giới thiệu cho các bác đó chính là đều đến từ thương hiệu Smart Mi, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng trong hệ sinh thái của Xiaomi. Thứ hai là cơ chế hoạt động. Thì cả ba đều sử dụng cơ chế làm nóng đối lưu không khí, tức là luồng khí lạnh sẽ đi qua máy sưởi, sau đó được làm ấm và đẩy ra ngoài. Điều này giúp cho hơi ấm được tạo ra đều và ổn định hơn, không là khó chịu hay gây khô da. Cuối cùng là cảm biến tự động ngắt an toàn được trang bị cho cả ba dòng máy sưởi này. Cụ thể, khi nền nhiệt trong máy quá cao hoặc máy bị nghiêng đổ sẽ tự động ngắt giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dùng. Hiện tại, cả ba sản phẩm này đều đang được Mi phân phối và bán ra với mức giá cực kỳ ưu đãi. Cụ thể, máy sưởi nút vặn có giá là hơn 1 triệu đồng. Máy sưởi cảm ứng và quạt sưởi có giá hơn 2 triệu đồng. Với mức giá chỉ từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu một chiếc máy sưởi làm ấm tốt, thiết kế đẹp, dễ sử dụng và đặc biệt là cực kỳ an toàn. Còn chờ gì nữa mà không chọn một trong 3 sản phẩm để sở hữu ngay trong mùa đông năm nay. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, mời các bạn truy cập vào link sản phẩm ở phần mô tả phía bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp theo số hotline 1900 0231 của Mi Hà Nội hoặc tới showroom mình ở tại địa chỉ 41 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội hoặc 134-136, Ông Bích Khiêm, phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh để được chính thức trải nghiệm sản phẩm. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube để ủng hộ Mi Hà Nội nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.